Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nam Dược Quang Vinh. Chắc hẳn quý vị đang xem video ai cũng đã từng bị nhiệt miệng rồi đúng không? Tuy rằng nhiệt miệng không gây ra nguy hiểm tới sức khỏe, nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều tới sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt trong ăn uống và giao tiếp. Vậy thì để hiểu rõ nguyên nhân của nhiệt miệng, cách phòng ngừa cũng như làm thế nào để nhanh khỏi nhiệt miệng, thì quý vị hãy dành bớt chút thời gian để theo dõi hết video này, Quang Vinh sẽ cùng quý vị tìm hiểu. Trước khi đến với nội dung của video ngày hôm nay, quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những video của Nam Dược Quang Vinh một cách sớm nhất. Quang Vinh xin cảm ơn quý vị. Như quý vị đã biết, nhiệt miệng có thể hình thành do các nguyên nhân sau. Thứ nhất, suy giảm chức năng gan. Suy giảm chức năng gan gây tích tụ độc tố và tạo thành những vết loét ở trong miệng. Thứ hai, có thể do hệ miễn dịch bị kém, làm cho các vi sinh vật tấn công cơ thể, tạo nên những cái vết loét ở trong khoang miệng. Thứ ba, có thể bị tổn thương miệng do đánh răng quá mạnh hoặc bị ngã, hình thành các vết loét. Thứ tư, thiếu chất dinh dưỡng vitamin như B9, B12, vitamin C, kẽm, sắt cũng dễ gây ra bệnh nhiệt miệng. Thông thường khoảng 1 tới 2 tuần các vết loét do nhiệt miệng sẽ tự khỏi và không để lại sẹo. Quang Vinh sẽ giới thiệu cho quý vị các cái biện pháp để phòng ngừa bệnh nhiệt miệng. Thứ nhất, hãy sử dụng các loại bàn chải đánh răng có lông chải mềm để giảm những tổn thương gây nên răng níu của miệng. Thứ hai, quý vị hãy ăn chậm và nhai kỹ với các loại thực phẩm không quá cứng để làm giảm những cái nguy cơ mà cắn vào lưỡi hoặc bên trong má. Thứ ba, quý vị hãy bổ sung đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất cho cơ thể, đặc biệt là các loại vitamin B, kẽm và sắt. Thứ tư, hãy hạn chế những thực phẩm gây nóng trong, ví dụ như rượu, bia, đồ ăn cay nóng, các loại quả có tính nóng. Thứ năm, quý vị hãy tự điều chỉnh để giảm căng thẳng, mệt mỏi, tránh ngủ muộn và thức quá khuya. Thứ sáu, hãy vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Thứ bảy, tập thể dục đều đặn để cải thiện sức khỏe, cơ bắp, khả năng cân bằng, sức đề kháng của cơ thể. Trong trường hợp nếu quý vị bị nhiệt miệng kéo dài, gây ra đau rát, khó chịu, thì quý vị có thể tham khảo và áp dụng 9 cách trị nhiệt miệng tại nhà. Quang Vinh sẽ giới thiệu như sau. Cách đầu tiên, quý vị có thể dùng nước muối. Dùng nước muối tuy không phải là cách trị nhiệt miệng thấy được hiệu quả ngay, nhưng rất an toàn, dễ thực hiện và không tốn kém. Nước muối có tính sát khuẩn cao, an toàn và lành tính. Súc miệng bằng nước muối hàng ngày sẽ làm giảm bớt đau rát và những cái vị trí lở loét ở miệng. Quý vị có thể tự pha nước muối súc miệng theo cách như sau. Hòa tan khoảng 5g muối tinh với khoảng 230ml nước ấm, rồi dùng nước này súc miệng khoảng 15 đến 30 giây, sau đó thì nhổ ra. Nên súc miệng để nước muối trôi sâu vào cổ họng, nhưng chú ý là không nên nuốt. Quý vị thực hiện 2 đến 3 lần trên một ngày sẽ sớm thấy kết quả. Nếu quý vị không muốn tự pha thì có thể mua nước muối súc miệng đóng chai tại các hiệu thuốc. Cách thứ hai đó là quý vị có thể dùng mật ong. Mật ong có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, chống nhiễm trùng thứ cấp, giúp các vết loét ở nhiệt miệng không bị sưng đỏ và bỏng rát. Có nhiều phương pháp trị nhiệt miệng bằng mật ong mà chúng ta có thể tự áp dụng ngay tại nhà. Cụ thể, có thể bôi trực tiếp mật ong lên vết lở với cái tần suất khoảng 4 lần trên một ngày, hoặc pha trà nóng thêm một chút mật ong để uống hàng ngày. Chú ý là uống từ từ để cái dung dịch thẩm thấu vào vết nhiệt miệng. Ngoài ra, quý vị cũng có thể sử dụng mật ong kết hợp với bột nghệ hòa thành hỗn hợp, sau đó đắp lên vết nhiệt miệng với tần suất khoảng 2 đến 3 lần trên một ngày. Cách chữa nhiệt miệng thứ ba đó là dùng sữa chua. Theo các nghiên cứu, sữa chua có men vi sinh sống Lactobacillus giúp cân bằng hệ vi khuẩn trong đường tiêu hóa. Đôi khi tình trạng nhiệt miệng xuất hiện do vi khuẩn HP hoặc do viêm ruột. Vì vậy, có thể ăn sữa chua mỗi ngày sau bữa ăn để cân bằng hệ vi sinh của đường ruột sẽ giúp chữa khỏi những vết lở loét và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Cách tiếp theo mà Quang Vinh muốn chia sẻ tới quý vị đó là dùng dầu dừa. Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn rất tốt do chứa axit lauric tự nhiên. Với các vết lở miệng, quý vị nên dùng dầu dừa sớm để giảm đau, giảm sưng và rút ngắn thời gian lành vết thương. Hãy lấy một lượng dầu dừa nguyên chất vừa đủ bôi lên vết nhiệt miệng vài lần trên mỗi ngày. Quý vị cần lưu ý đó là hạn chế nuốt nước bọt sau khi bôi dầu dừa để nó có cái tác dụng bao phủ lên vị trí nhiệt miệng. Cách thứ năm đó là dùng trà hoa cúc. Trà hoa cúc có mùi thơm dễ chịu, vị ngọt tự nhiên, giúp thư giãn và có tác dụng giảm đau, làm lành những cái vết thương rất là tốt. Trong loại trà này có chứa levomelon và azulelia, hai chất có khả năng sát trùng và chống viêm hiệu quả. Cách thực hiện thì rất là đơn giản, chỉ cần dùng túi trà hoa cúc đắp lên vị trí bị lở miệng trong vài phút, hoặc cũng có thể pha trà hoa cúc với nước ấm, dùng súc miệng ngày 3 đến 4 lần cho tới khi khỏi nhiệt miệng. Cách thứ sáu đó là dùng bã chè khô. Chất tannin có trong lá chè có tác dụng trị nhiệt miệng nhanh chóng, hiệu quả. Mỗi lần uống trà, quý vị nên giữ lại túi lọc chè để đắp trực tiếp lên vết loét ở trong miệng. Đây là cách trị nhiệt miệng có hiệu quả cao, giúp giảm đau, giảm sưng và chống viêm hiệu quả. Cách trị nhiệt miệng thứ 8 đó là dùng nước súc miệng chuyên dụng. Quý vị có thể dùng nước súc miệng nha khoa để kiểm soát và làm giảm nhẹ những tình trạng viêm, nhiễm trùng ở trong miệng. Các loại nước súc miệng chuyên dụng giúp thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và ngăn ngừa cái vết nhiệt miệng tái phát. Quý vị hãy súc miệng theo đúng hướng dẫn cho tới khi kiểm soát được tình trạng nhiệt miệng. Chú ý không nên dùng nước súc miệng để trị nở miệng kéo dài mà cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ
để tránh những cái tác dụng phụ. Cách thứ 9 Quang Vinh mách cho quý vị đó là dùng trà thảo mộc giúp thải độc gan, giảm nhiệt miệng, ô nhiễm môi trường. Ăn nhiều đồ cay nóng, chiên xào, bia rượu sẽ khiến cho cơ thể chúng ta dễ mắc phải những cái triệu chứng ví dụ như nóng trong, nhiệt miệng, nổi mụn nhọt, mề đay, dị ứng. Trà thảo mộc có khả năng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, mát gan, làm giảm triệu chứng nhiệt miệng vô cùng hiệu quả. Trà thảo mộc cũng vô cùng lành tính bởi thành phần hoàn toàn từ tự nhiên. Nếu quý vị quan tâm về sản phẩm này thì có thể kéo xuống mục bình luận, Quang Vinh sẽ để thông tin liên hệ tư vấn mua trà ở đó. Quý vị cũng nên lưu ý, các vết loét trong miệng ngày càng lớn và lan rộng, xuất hiện thêm nhiều vết loét bị đau buốt nghiêm trọng, kèm sốt, phát ban, đau đầu thì quý vị nên đi thăm khám để được điều trị kịp thời. Vừa rồi là những chia sẻ của Quang Vinh về nguyên nhân, cách phòng ngừa và một số cách trị nhiệt miệng ngay tại nhà. Nếu quý vị có cách điều trị nhiệt miệng nào khác thì quý vị hãy bình luận bổ sung cho Quang Vinh nhé. Quý vị đừng quên đăng ký kênh 5 giờ Quang Vinh để cùng sống khỏe mỗi ngày. Quang Vinh xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video. Quang Vinh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.